Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 16 tháng 11 năm 2023 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Israel tuyên bố lực từng tảng đá ở Gaza để truy tìm Hamas. Mỹ nên bắt giữ ông Tập Cận Bình thay vì chào đón tại APEC. AUKUS ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển hạm đội tàu chiến của Mỹ. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ lùng sụp mọi ngóc ngách dạy Gaza để truy tìm và xóa sổ những nơi trú ẩn của các tay súng Hamas. Cụ thể, Thủ tướng Netanyahu ngày 15 tháng 11 nói với các binh sĩ khi tới thăm trại huấn luyện Zikim của lực lượng phòng vệ Israel IDF rằng, các vị còn nhớ họ từng nói rằng chúng ta sẽ không đưa quân vào tấn công Gaza hay không? Chúng ta đã tấn công. Họ nói rằng chúng ta sẽ không tới được ngoài ô Gaza City. Chúng ta đã làm được. Họ tuyên bố rằng chúng ta sẽ không còn bệnh viện Osifa và chúng ta đã ở đó. Ông Netanyahu tuyên bố lực lượng Israel sẽ lùng sụp mọi ngốc ngách dạy Gaza, lật tường tảng đá, không chừa lại bất cứ nơi ẩn nấu nào cho Hamas. Chúng ta sẽ tới đó xóa sổ Hamas và đưa các con tin về nhà. Đó là sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta. Thủ tướng Netanyahu cùng ngày gặp phái đoàn Mỹ do Brett McGurk, điều phối viên phụ trách các vấn đề trung đông của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, và Barbara Lee, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề cận đông dẫn đầu. Trong cuộc gặp, ông Netanyahu tuyên bố, IDF đang giải phóng bệnh viện Asifa khỏi Hamas. Hai bên thảo luận một số vấn đề, trong đó tập trung vào nỗ lực giải thoát các con tin đang bị giam tại giải Gaza. Mỹ nên bắt giữ ông Tập Cận Bình thay vì chào đón tại APEC. Quý vị thân mến, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, ông Gordon Chang, nhà bình luận nổi tiếng kiêm chuyên gia về Trung Quốc cho rằng, Hoa Kỳ nên bắt giữ thay vì chào đón ông Tập Cận Bình vì ông ta đã gây ra quá nhiều tội ác. Cụ thể, ông Gordon Chang nói với Newsmart rằng, Trung Quốc cung cấp nguyên liệu sản xuất fentanyl cho các tập đoàn ma túy Mexico, trong khi fentanyl lại giết chết hàng ngàn người Mỹ mỗi năm. Thứ hai, ông Tập Cận Bình xâm phạm nhân quyền và phạm nhiều tội ác. Ông Gordon Chang cho biết, ông ta đã giết người Mỹ bằng fentanyl. Chúng ta không nên chào đón những người phạm tội diệt chủng và các tội ác khác chống lại loài người chúng ta nên bắt giữ chứ không phải là dọn đường chào đón ông ta. Ông Gordon Chang nói tiếp với Washington Watch rằng ông muốn thấy Joe Biden nêu ra cuộc khủng hoảng fentanyl với ông Tập Cận Bình. Đây là nguyên nhân gây ra nạn sử dụng ma túy quá liều ở người Mỹ dưới 45 tuổi, điều mà Bắc Kinh luôn phủ nhận. Chúng ta biết rất rõ rằng, chính quyền ông Tập Cận Bình hoàn toàn ủng hộ các băng nhóm tội phạm fentanyl. Họ giữ tiền cho các giao dịch ma túy này thông qua hệ thống ngân hàng nhà nước Trung Quốc, các nhà ngoại giao Trung Quốc cung cấp sự bảo vệ từ giới chức cho chúng. Nếu chính quyền Biden chỉ theo đuổi một chiều về mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc sẽ khiến sức khỏe và sự an toàn của người Mỹ gặp nguy hiểm. Thưa quý vị, vấn nạn tràn lan fentanyl tại Mỹ giống như là cuộc chiến nha phiến thời hiện đại khiến giới chính trị Mỹ ví đây là hiểm họa an ninh quốc gia. Theo một cuộc khảo sát, khoảng 26 triệu người Mỹ thường xuyên dùng ít nhất một loại thuốc giảm đau có chứa fentanyl. Khoảng 1 phần 3 trong số họ sẽ bị nghiện. Ngoài việc sản xuất và buôn bán ở phía Mexico, fentanyl còn được vận chuyển trực tiếp đến Mỹ để chế biến. Là trung tâm vận tải, thương mại và tài chính của Mỹ, New York tự nhiên trở thành trung tâm phân phối fentanyl bất hợp pháp luật sư và nhà phân tích an ninh quốc gia irina toskamen nhận định rằng vấn nạn tràn lan fentanyl ở mỹ nên được coi là hành động như ứng phó cuộc chiến tranh thay vì chỉ xem là vấn đề tội phạm hay chống ma túy bởi đây là hành động chính trị có thể gây ảnh hưởng và làm suy yếu nước mỹ cũng sẽ gây ra những hậu quả chính trị ông cũng nói với newsmart rằng thống đốc bang california gavin nelson đã giải tán những người vô gia cư và dọn dẹp đường phố trước hội nghị thượng đỉnh apec đây vốn là cách làm của chính quyền Trung Quốc, chỉ là công tác giữ thể diện mà thôi. AUKUS ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển hạm đội tàu chiến của Mỹ. Thưa quý vị, trong một báo cáo mới đây, văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ đánh giá kế hoạch phát triển hạm đội tàu chiến của hải quân nước này chịu tác động bởi thỏa thuận cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ hiệp ước đối tác an ninh ba bên Australia, Anh, Mỹ, AUKUS. Theo CBO Hàng năm, theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ, Hải quân Mỹ phải gửi kế hoạch phát triển hạm đội tàu chiến của lực lượng này trong vòng 30 năm tiếp theo. Tương tự như kế hoạch từng gửi năm ngoái, năm nay Hải quân Mỹ cũng đưa ra 3 phương án phát triển hạm đội tàu chiến trong 3 thập niên tới. Theo đó, so với con số 290 chiếc như hiện nay, đến năm 2053, Hải quân Mỹ sẽ sở hữu tổng cộng 319 tàu theo phương án thứ nhất. 328 tàu theo phương án thứ hai và 367 tàu theo phương án thứ ba. CBO cho biết, một trong hai trụ cột của AUKUS, vốn được thiết lập từ tháng 9 năm 2021, là Mỹ và Anh hỗ trợ Australia chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân SSN. Tuy nhiên, vì Australia có thể phải mất nhiều thập niên mới tự chế tạo được SSN, nên tạm thời, Washington sẽ bán một số lượng giới hạn SSN Left Virginia cho Canberra. Mặc dù thông báo chi tiết, bao gồm giá cả và thời điểm bàn giao chưa được xác định, sau một số quan chức chính phủ Australia và Mỹ cho rằng, các SSN lớp Virginia đầu tiên sẽ được bàn giao vào đầu thập niên 2030. Số lượng giới hạn nói trên, nếu ít thì là 3 chiếc, còn nhiều là 5 chiếc, gồm cả tàu mới lẫn tàu đã qua sử dụng. Theo CBO, Hải quân Mỹ thông báo có kế hoạch mua bổ sung các SSN lớp Virginia trong thập niên 2030 để thay thế những chiếc bán cho Australia trong khuôn khổ AUKUS. Muốn thay thế 3-5 chiếc nói trên, tùy thuộc vào phương án nào mà Hải quân Mỹ lựa chọn trong kế hoạch phát triển hạm đội tàu chiến, gửi đội capital, đòi hỏi ngành công nghiệp đóng tàu ngầm của nước này phải có tốc độ sản xuất trung bình, đạt 1,9-2,6 đến SSN trên năm. Thế nhưng, CBO đánh giá, ngành công nghiệp đóng tàu ngầm của Mỹ đang phải trượt vật đáp ứng nhu cầu của Hải quân, từ năm 2011, Quốc hội Mỹ đã đồng ý và phân bổ ngân sách để hải quân nước này mua hai SSN lớp Virginia trên năm. Đồng thời bắt đầu chương trình đóng 12 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo SSBN lớp Columbia. Trong năm 2021, hải quân Mỹ đã đặt hàng chiếc tàu ngầm lớp Columbia đầu tiên. Có kế hoạch đặt mua chiếc thứ hai trong năm 2024 và dự kiến sẽ mua những chiếc còn lại với tốc độ một chiếc mỗi năm từ năm 2026 đến năm 2035. Hiện tại, cùng với việc bắt đầu chế tạo SSBN lớp Columbia, tốc độ sản xuất của ngành công nghiệp đóng tàu ngầm Mỹ là chưa tới 1,5 SSN trên năm. Trong vài năm qua, thời gian từ lúc phân bổ ngân sách mua SSN cho đến khi bàn giao đã tăng từ 6 năm, thời điểm mà tốc độ sản xuất là 1 SSN trên năm lên 9 năm. Do đó sẽ rất khó khăn và tốn kém để ngành công nghiệp đóng tàu ngầm Mỹ tăng năng lực sản xuất vào giai đoạn mà phải đồng thời đảm bảo đóng một tàu lớp Columbia trên năm. Ngoài ra các SSBN lớp Columbia lại là ưu tiên mua sắm cao nhất của Hải quân Mỹ. Do đó việc bán các SSN cho Australia sẽ làm giảm số lượng tàu ngầm tấn công sẵn có với Hải quân Mỹ. Trên cơ sở kế hoạch phát triển hạm đội tàu chiến mới nhất của Hải quân Mỹ, CBO đưa ra ba kịch bản mà AUKUS ảnh hưởng tới số lượng SSN của lực lượng này trong tương lai. Theo kịch bản 1 và 2, Hải quân Mỹ sẽ không mua bổ sung các SSN lớp Virginia để thay thế những chiếc bán cho Australia. Với kịch bản 1, Mỹ sẽ bán 3 SSN lớp Virginia, gồm 2 tàu cũ và 1 tàu mới cho Australia vào thập niên 2030. Với kịch bản 2, Mỹ sẽ bán 5 SSN lớp Virginia, gồm 2 tàu cũ và 3 tàu mới cho Australia trong giai đoạn tài khóa năm 2032-2044. Ở hai kịch bản, Hải quân Mỹ sẽ thiếu 3-5 SSN trong phần lớn giai đoạn 2033-2053. Theo kịch bản 3, Mỹ sẽ bán 5 SSN Love Virginia cho Australia, bao gồm 2 tàu cũ và 3 tàu mới, nhưng Hải quân Mỹ sẽ mua bổ sung 4 chiếc trong thập niên 2030 để thay thế. Khi tốc độ sản xuất của ngành công nghiệp đóng tàu ngành Mỹ tăng lên 2 SSN trên năm trong thập niên này, với kịch bản 3, Hải quân Mỹ vẫn sẽ thiếu SSN trong giai đoạn 2032-2052. Theo trang mạng USNI News, Cựu tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Mike Gilday từng cho rằng, ngành công nghiệp đóng tàu ngầm của nước này cần phải tăng tốc độ sản xuất lên hơn 2 SSN lớp Virginia trên năm nếu Washington muốn bán các tàu loại này cho Canberra. Trang mạng The Pants News cho biết, ngành công nghiệp đóng tàu ngầm của Mỹ đã thu hẹp tới khoảng 70% khi Hải quân Mỹ nghỉ mua sắm tàu ngầm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Tới năm 1998 ngành này bắt đầu sản xuất trở lại với tốc độ 1 SSN lớp Virginia trên năm. Mặc dù Hải quân Mỹ đặt mục tiêu mua 2 SSN lớp Virginia trên năm từ năm 2011 nhưng ngành công nghiệp đóng tàu ngầm rõ ràng đã không đáp ứng được. Tốc độ sản xuất các tàu ngầm tấn công còn bị chậm hơn khi Hải quân Mỹ yêu cầu cần ưu tiên chương trình tàu ngầm lớp Columbia. Đại dịch Covid-19 cùng gián đoạn thị trường lao động, sau đó khiến dây chuyền sản xuất tàu ngầm lớp Virginia rơi vào tình thế khó khăn khi không bàn giao được chiếc nào cho Hải quân Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2022. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.